Xin chào tất cả các bạn đến với Lọc Online. Hôm nay xin hướng dẫn cho các bạn bản ca khúc Một Cõi Đi Về của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Các bạn có thể đăng ký mua tuyển tập ca khúc Bất Hủ Việt Nam được soạn cho piano của các nhạc sĩ như Trịnh Công Sơn, Ngô Thủy Minh, Vũ Thành An, Nguyễn Ánh Chính, Phan Hùng Điệu, Giang Son. Trong sách này được gồm 12 ca khúc được soạn theo trình độ dễ để các bạn có thể tự tập luyện ở nhà. Sau đây mình sẽ hướng dẫn chậm để các bạn theo dõi và tập theo. Bài này có được viết ở dòng son thứ, có hai dấu dáng là si dáng và mi dáng. Rồi bây giờ mình sẽ đàn chậm câu intro, sau đó hướng dẫn để các bạn đạt theo ha. Đàn tay phải như sau: Re, 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 Si, Son, Mi, Re, Re. Re này các bạn có thể đàn theo chromatic. Các bạn đàn như thế này. Re thì các bạn lấy cái Do, Re, Re, Do, Do, thang Re. Vậy ha. Có hai cách các bạn đàn, cái cách nào cũng được. Re, Si, Son, Mi, Re, Re, Do, 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 Son, Re, Re, Do, Do, Si, 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 Fa, Re, Do, Si, Si, La, 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 Re, Do, La, Son, Son, Fa, Mi, Re. Rồi, thôi chưa? Rồi tay trái các bạn ăn nè. Son, Si, Son, Re, Son, Si, Re, Son, Son, Re, Son, Si, Re, Son, Re, Son, Si, Son, Re, Son. Qua Do, 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 Son, Re, Re, Do, Do. Các bạn phải tập đi tập lại nhiều lần nó mới đàn được, không phải là nhìn liền đàn được liền đâu nhé. Rồi tiếp tục vô bài ha. Re, 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 Si, Son, Mi, Re, 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 Mi, Fa, Mi, Re, Si, Do. Đó, đây là câu điểm thêm. Rồi các bạn ghép Re, 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 Si, Son, Mi, Re, 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 Mi, Fa, Son, Re, Re. Rồi ghép luôn ha. Do. Rồi ghép lại hai câu đó. Re, Re, Mi, Fa, Mi, Re, Si, Do, 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 Son, Re, Re, Re. Các bạn nhìn nó tay trái này. Si, Re, Fa, Si, Fa, Re, La, Mi, La, La, Do, Mi, Son, Mi, Do. Tay phải Re, Si, La, Si, Son. Rồi ghép vô à. Do, 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 Son, Re, Re, Si, La, Si, Son. Rồi tiếp, câu tiếp theo. Son, các bạn ghép câu này chậm à.
son, si 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 son, re đô, rồi ghép ha. Son, si 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 son, re đô, mi, son, la, re đô, si si re si la son. Đó là câu này ha. Re re son, son, re, si, đô, la, đô, si, son. Rồi tay trái ha. Rồi nhảy lên. Son, 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 re, son, si, re, son ha. Rồi các bạn nhìn trong sách kỹ, trong sách có son rất là kỹ cái phần này rồi. Rồi son nè. Son, re, si, đô, la, đô, si, son. Rồi ghép tiếp. Fa, 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 si. Fa, fa, re, re. Re, 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 son. Re, re, đô, đô. Re, son. Rồi, tay trái các bạn ghép à. La, đô, si, son. Fa, 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 si. Rồi, các bạn để cái phần khúc tay bát ha. Lên đây cũng được. Rồi nhớ. Son, fa, 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 si. Fa, fa, re, re. Re, 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 son. Re, re, đô, đô. Re, son. Qua si. Ghép luôn. Si, 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 re. Si, si, son, son. La, 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 đô. La, đô. La, la, re, re. La, son. Đàn phần kết thúc. Đàn như là câu đầu quan. Mi, re, si, đô. Đô, đô. Đô, đô. Đô, son. Re, re. Si. Bạn muốn dài thì đàn hết bài này rồi lặp lại từ đầu một lần nữa thì nó sẽ thành dài tầm 3 phút mấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn tập nhiều để có kết quả tốt. Chúc các bạn thành công.